Vậy tôi muốn đi nhà vệ sinh. Đi đi. Lại lên. Bảo lên. Đi đi, làm cái gì? Đi. Đi đi, nhìn cái gì? Kìa. Tôi lấy kìa, đi đi. Tôi muốn nói chuyện với ông Siêu được không? Mày nghĩ mày là ai mà muốn gặp anh Siêu? Đi đi. Lên lên. Đi. Dạ chú ơi, cho con hỏi địa chỉ này là ở đâu vậy ạ? Ở khu nhà trọ này nè, phòng đó đó. Dạ, cảm ơn chú. Nếu mà không gặp chồng tôi thì Quỳnh về quê nhắn Dung, nói là tôi giải quyết công việc xong sẽ về sớm. Cả hai địa chỉ tôi ghi rõ ràng trong đó hết rồi đó. Trời ơi, tôi đã nói vậy rồi mà bà còn đi nữa hả? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù bà không chắc có phải là bé Ngọc em bà hay không, đúng không? Đúng. Cho dù xác suất chỉ là 1% thì tôi cũng phải gặp bằng được con bé đó. Nếu như mà không phải thì tôi cũng không hối tiếc. Nguy hiểm lắm đó. Tôi biết, nhưng mà tôi không thể nào về quê mà không có em mình. Bà bảo trọng. Nếu như tôi còn sống, tôi có cơ hội gặp Quỳnh, chắc chắn tôi sẽ không quên ơn nghĩa ngày hôm nay đâu. Bà đi đi. Tôi đi nha. Tôi đi nha. Bà nhớ cẩn thận đó. Hôm nay á, các cô chính thức làm việc. Mà làm việc gì á thì các cô đã biết rồi đó. Đó là làm gái. Nhìn đi, bên kia là sòng bài. Khách thua bài á, có nhu cầu giải quyết sinh lý để xả xui thì họ sẽ tìm qua đây.
khách thua nhiều thì họ sẽ được chơi miễn phí. Ở đây khách hàng là ông nội của Thượng Đế, bởi vậy các cô phải biết cách chiều chuộng, hiểu không? Tôi cấm tuyệt đối phản ứng với khách hàng, nhất là những ông đang cay cú về chuyện thu bạc. Họ đòi hỏi cái gì các cô đều phải đáp ứng. Dù có là trò chơi bệnh hoạn. Đứng làm cái gì? Qua đi, chỉ cho người ta. Ê, nghe nè, làm tình á không có khó, cũng không có dễ. Mày á, ồ anh xìu, em đã xong phần khai tâm mở mắt cho các em rồi đó. Tốt. Mình đẹp á là mình phải lợi dụng cái đẹp của mình. Ai đây vậy? Thằng này, mấy bữa nay tao qua đây nó thu gần 100.000 đô rồi, mà nó tìm tao, nó hỏi, nó nói cái gì tao cũng đắt hiểu nữa. Mày dịch cho tao coi. À, được. À, anh để đó cho em. Mày làm gì kiếm tiền dễ lắm chứ? Dễ mà. Mày đi khách bao giờ chưa? Tụi mình phải cẩn thận đó nha. Nó nghe nè, khách đến tay tụi mình á là toàn nhóm đánh bài thua, hết tiền, cho nên mình phải chịu. Ê, có nghe tôi nói gì không vậy? Bà nói gì? Bà còn con gái không? Ừ, không. Trước giờ bà có từng make love chưa? Là cái gì? Là làm tình đó. Còn bà sao? Không biết hả? Gì quê quá vậy? Nó nói gì nè anh? Nó nói với em á là nó chỉ có cái mạng cùi này thôi hà, ngoài ra nó không có gì hết trơn. Mày hỏi cái mạng của nó có đáng giá bằng cái ly cà phê của tao không? Ê, bộ điếc hả? Sao tôi hỏi không trả lời? Ừ, thì biết sơ sơ. Biết sơ sơ cũng không được. Đám thua bài ở đây mới dễ nổi khùng lắm, nên phải luôn biết cách vuốt ve tụi nó. Đầu tiên á là về tâm lý, phải biết cách hỏi han nhẹ nhàng. Phải làm sao để cho tụi nó dù có thua sạch túi cũng phải quay trở lại sòng bài của mình, chứ không phải là sòng bài khác, hiểu không? Cót chẳng xua thả, chỉ vật bà án, mà đừng kèo cà phê bà cò tế. Ê, bà có nghe tôi nói gì không vậy? Nói gì vậy? Nói chuyện với bà bực bội quá. Bọn đó sẽ thay chung cái nhầm hòn. Tôi hiểu, nhưng mà em xin lỗi thiếu tướng. Không phải là em hồ đồ, nhưng rõ ràng là em cảm thấy có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Tính cụ sẽ không ra tay với đám kia nếu không biết rõ đối tượng cần bảo vệ là ai. Hành động này chứng tỏ tính cụ biết khá rõ về gia đình của Trung tá Vũ. Ý cậu muốn nói là tính cụ có mối quan hệ đặc biệt với Trung tá Vũ? Chuyện này cũng khá nghiêm trọng, phải cẩn thận điều tra thêm. Dạ thưa thủ trưởng, trước đây khi được giao phụ trách chuyên án của tính cùi thì Vũ hoạt động không hiệu quả lắm. Tôi hiểu ý của trung tá, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Dạ thưa thủ trưởng, em xin phép. Bộ giống phim trinh thám hình sự quá anh Tư. Giống trinh thám cái gì? Tôi mò nãy giờ mới ra xe ông đó. Nếu em đi xe cũ á, bị họ phát hiện thì sao? Chú không biết gì hết. Tình hình bây giờ rất là căng thẳng, sơ sẩy một chút á là sẽ bị lộ tẩy liền. Cho nên là từ bữa nay trở đi tôi sẽ chỉ định địa điểm để gặp mặt. Mà có chuyện gì anh cần gặp em gấp chứ gì?
Nè, anh chê học sòn nhỏ quá hả? Không phải, bữa đó người của chú đem đến tặng, vợ tôi lấy ra đeo liền, nên có thể đã có nhiều người thấy. Bây giờ mà để ở nhà bà không kiềm chế nổi, mà lấy ra đeo là có chuyện lớn đó. Bên bộ đang có đợt thanh tra nội bộ, nên tốt nhất bây giờ là dừng việc quà cáp lại nghe chưa? Dạ em hiểu rồi. Nếu như vậy thì mình làm cách cũ nha. Em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh ở nước ngoài, có được không? Chuyện đó tính sao đi, khi nào cần á tôi sẽ báo cho chú biết. Bây giờ là chuyện quan trọng nè. Chuyện gì anh? Ngày mai chính thức ra quân đánh tiếp xe cho tôi. À, như vậy là chiêu mượn gió bẻ măng của ông lão đã phát huy tác dụng rồi. Do đó chú biết mình phải làm gì để xóa dấu vết rồi phải không? Dạ em hiểu. Chuyện đó để em lo, anh Tư cũng lo phần tiệp sẹo giùm em nha. Sau khi xong vụ tiệp sẹo, công an sẽ đánh liền về sòng bạc của đặc khu và nhà hàng của Hải Lé. Vụ của thằng Hải Lé thì dễ bình, còn đặc khu thì chấp nhận cho nó bốc lịch mấy ngày. Sau đó tôi sẽ nhờ anh Ba cứu nó. Quan trọng là bữa đó nó đừng có mặt ở hiện trường, với lại hạn chế tiền ở trong sòng. Dạ em hiểu. Mà anh Tư nè, có nhất thiết cho thằng Đạt cùng vô tù không anh? Em sợ nó cai cú đồ khai tùm lum thì mệt nữa. Thì đó, chú phải làm việc kỹ với nó, chịu khó bốc lịch mấy bữa để qua mặt ban chuyên án nè. Có như vậy thì họ mới tin là mọi việc diễn ra tự nhiên. Còn thời gian và địa điểm tôi sẽ báo sao cho chú. Dạ. Tôi đi nghe. Dạ. Đi đi. Báo cáo, tôi, Trung tá Trần Quang Hà, xin báo cáo Thiếu tướng Lê Trung Trực, tất cả đã sẵn sàng, xin chờ chỉ thị của Thiếu tướng. Đợt ra quân lần này phải toàn thắng, hạn chế tối đa mọi tổn thất về lực lượng. Rõ. Trung tá Vũ. Có. Hãy hỗ trợ hết mình cho đồng chí Hà trong trận đánh này. Đương nhiên, vũ trưởng cứ yên tâm. Hết. Chúc các đồng chí bình an. Xuất phát. Đó. Với một lực lượng hùng hậu như vậy, có điều gì mà thủ trưởng không yên tâm sao? Không phải tôi lo chuyện này đâu.
Thưa anh, chiến dịch vừa mới chính thức bắt đầu. Em công nhận anh thiệt là đã mưu túc trí. Tướng Trực chắc không ngờ em tặng cho ông ấy món quà quá đặc biệt. Thưa anh biết mặt ông ta sao? Gặp mặt đó thì chưa được hân hạnh, nhưng danh tiếng thanh liêm trong sạch của ông ta thì ta đã biết lâu rồi. Dạ, nếu ông ta cũng như anh Tư á thì đỡ cho mình biết mấy. Nếu Tướng Trực mà như anh Tư á thì làm sao ông ta có thể leo lên được cái ghế như ngày hôm nay? Dạ. Dạ, có tin tức vụ tiệp xẹo xong, em sẽ xử lý thằng Bi Thọt liền. Thưa anh, bước tiếp theo mình sẽ làm gì vậy? Đại ca, có khi nào tụi nó gài hàng mình không? Tụi nó gài mình thì làm con mẹ gì? Chứ nó hẹn mình ở nơi khỉ ho con gái này làm cái gì? Trong khi xe mình á bỏ ngoài lộ, còn tụi nó đi tàu tới. Lỡ có chuyện gì mình nhảy sông hả? Trời, cái đó tao thích à. Lâu quá không được bơi. Tao cũng muốn bơi lắm á, mà nghe nói dưới đây có cái xấu á. Tụi em nói thiệt mà đại ca cứ giỡn hoài. Tụi bay á nhạc cây, nhưng mà lần đầu tiên giao dịch mình phải nhường nó một bước. Đám tụi bay á thằng nào cũng nhát hết trơn. Thật ra tao đâu muốn giáng xét tới đây đâu, mà tại lần đầu tiên giao dịch mình phải tới đây để đợi tụi nó, không thằng nào tin thằng nào hết trơn á. Thôi yên tâm đi, không sao đâu. Hàng tụi nó mà giỡn, làm cho mỗi đứa một vé đi tàu suốt. Không sao đâu, yên tâm đi. Tao chết rồi. Tao nói hàng của tụi nó vừa rẻ nè, lại vừa ngon nữa. Xin lỗi cậu, tôi bị đụng độ với đám cảnh sát đường thủy, né lắm mới tới đây được. Bị tụi nó dí hả? Không, tôi sợ cậu chờ lâu lại nghĩ bậy, nên tôi tha cho tụi nó đó. Nếu không tôi hốt hết tụi nó rồi. Công nhận ông anh dữ ghê ha. Ông chơi toàn thứ dữ không à. Ở Việt Nam thì khó mua, chứ ở bên đó ông chỉ cần nói một tiếng, súng cỡ nào cũng có. Di chuyển qua kia. Dạ. Tốt đó, hy vọng sẽ làm việc với ông anh lâu dài.
Hàng của tôi là bao la, cậu cần bao nhiêu cứ báo nha. Tất nhiên rồi. Bây giờ heroin đâu ai chơi, đập đá mới là mod. Tất cả đứng yên, các anh đang bị bao vây. Mẹ, toàn bộ bỏ xuống xuống và đầu hàng ngay lập tức, nếu không các anh sẽ bị tiêu diệt. Mẹ nó, có lại rồi đấy ca, rút đi. Không cần tiêu diệt đối tượng nếu không cần thiết. Tôi biết. Đã, anh trúng đạn rồi. Tôi không sao đâu đồng chí. Anh để đó cho tôi. Đứng lại. Đồng chí hãy lo cho anh em đi. Nhưng đây là mệnh lệnh. Rõ. Ah!
Phòng cảnh sát hình sự phải không? Mày vẫn chưa quên tao hả Tiệp Sẹo? Tại sao mày lại dính vô vụ này? Tính cùi sai mày chơi tao phải không? Mày nói gì tao không hiểu. Tính cùi gì ở đây? Mày đừng có giả điên. Tao biết mày làm gì cho tụi nó lâu rồi. Ờ, vậy à? Đây là chuyện tuyệt mật. Ai kể cho mày nghe vậy? Chuyện đó không quan trọng. Thậm chí tao còn biết nhiều chuyện động trời của mày hơn nữa kìa. Vậy bây giờ mày muốn gì? Mày để tao thoát. Cũng như sau này, mày phải bảo kê cho tao. Tao hứa tao sẽ chi đậm hơn tiếng cùi. Ok. Sao? Mày đồng ý không? Tôi còn lựa chọn khác sao? Đứng im! Bỏ súng xuống! Tiệp Sẹo, anh đã bị bắt. Dám chống người thi hành công vụ hả? Dạy hắn đi. Dạ. Đi. Nếu Tiệp Sẹo bị bắt, hắn sẽ khai ra vụ giết Vũ Mụ không phải do hắn làm. Không thể để cho hắn sống được. Đi. Đi lên. Tôi biết anh sẽ cứu tôi mà. Vậy thì tốt, tôi sẽ đền ơn anh sau. Mày hả con? Tại sao lại bắn hắn? Hắn đánh gục người chúng ta, định bỏ trốn, buộc tôi phải bắn. Nhưng hắn không còn vũ khí, chúng ta có thể bắt sống hắn được mà. Tôi đuối sức rồi, không đuổi theo kịp nữa. Nhưng hắn là manh mối quan trọng nhất, chúng ta cần phải bắt sống. Nhưng lệnh của thiếu tướng, nếu không bắt được, phải tiêu diệt, không để hắn tẩu thoát, đúng không?
Tổ trưởng. Hơn chục ký ma túy đá ở đây, chuyến này tàu thắng lớn rồi. Bắt sống được Tiệp Sẹo thì tốt, nhưng loại trừ vĩnh viễn một kẻ nguy hiểm như hắn thì cũng không phải là một giải pháp tội. Nhưng em chỉ sợ là không khai thác được gì ở tên Trùng Miên này. Đúng vậy. Nhưng cậu nên nhớ, mục đích chiến dịch lần này của chúng ta là gì? Thủ trưởng nghĩ là tính cô sẽ phản ứng ra sao? Hắn vẫn sẽ án binh bất động cho đến khi nào chúng ta tiến thêm bước nữa. Ý thủ trưởng là cậu đã chốt xong danh sách các cán bộ địa phương bao che cho chúng chưa? Dạ rồi. Muốn săn được thú lớn thì phải dùng mồi nhử có chất lượng chứ. Tía, hôm nay bỏ nhậu mừng lại rồi hả tía? Lát nữa ra phụ tía anh tay ha. Trời, con biết gì đâu mà làm tía. Trời đất ơi, con nhỏ này, mỗi lần mà con hai với con ba mà nó thấy tía làm vậy đó là nó nhào vô liền à. Bây giờ là con gái út cưng của tía đó mà, trời, bà dè được cái là bà dè ha. Thôi được rồi, để con học bài xong con ra phụ tía nha. Ừ. Ông già kia là ông Năm Tới, ông đang ngồi dạ. đó. Chú tắp vô giùm con nha. Ừ. Út ơi. Dạ. Có khách con. Dạ. Dạ, con chào chú. Chú có phải là chú Năm, tía của Hai Hiền không ạ? Tôi Năm Tới, tía của Hai Hiền. Ủa mà xin lỗi, cô là ai? Dạ, con là bạn của Hai Hiền. Ừ. Ủa mà có chuyện gì không cô? Dạ con có chuyện này muốn báo cho nhà mình biết. Ừ. Có chuyện gì vậy chị? Dạ chuyện này Hai Hiền nhờ con nói với nhà mình là đợt này cổ quyết định ở lại Sài Gòn với ba Ngọc để phụ bán hàng cho chị Diễm. Ủa chị cũng biết chị Diễm nữa hả? Ừ chị biết. Ủa mà rồi còn thằng Ba Hiếu đâu? Ba Hiếu? Ờ chú ơi, có phải Ba Hiếu là chồng của Hai Hiền không chú? Ừ ừ. Là chồng sắp cưới chứ không phải chồng chính thức. Vậy hả? Mà cô nói cô là bạn của Hai Hiền mà không biết Ba Hiếu sao? Dạ. Dạ con cũng mới biết Hai Hiền thôi chú. À. Ủa mà chuyện quan trọng vậy mà sao nó không trực tiếp nó báo cho gia đình mà nó lại thông qua cháu? Ủa mà rồi xin lỗi nghe, cháu quen biết sao với Hai Hiền? Dạ, tại vì con làm chung shop quần áo với bé Ngọc, cho nên lúc Hai Hiền tới chơi, con cũng biết cổ luôn. À, thì ra là vậy. Shop chị Diễm có to không chị? Có nhiều quần áo đẹp không? Ờ, cũng vừa thôi em. Út Chót. Dạ. Hôm qua mà con gọi cho thằng Ba Hiếu đó, con có nghe nó nói gì vụ này không? Ờ, phải rồi. Sao không nghe nó nói gì hết vậy ta? Kỳ quá à. Bây giờ kêu liền cho nó coi. Con mới gọi xong nhưng mà điện thoại chị Hai vẫn tắt máy. Sao kỳ vậy ta? Sao lạ vậy? Ờ thôi con báo với gia đình vậy thôi. Con xin phép con về. Ờ nè khoan đã. Ờ dạ gì vậy chú? Hai Hiền có nói với cô tại sao tụi nó ở trển không? Dạ. Dạ cổ nói shop quần áo của Diễm cần người phụ nên chắc Hai Hiền ở lại với ba Ngọc để phụ Diễm bán quần áo kiếm thêm ít tiền. Ờ xin lỗi, cô có xài điện thoại không? Mà chú hỏi chi vậy? Ờ nè nè, cô đừng có nói với tôi là cô không có xài điện thoại nha. Người vậy đây mà. Nè điện thoại của con nè. Con gọi được không? Dạ được. Cô gọi liền cho Diễm giúp tôi. Nhưng cô nói là bán quần áo cho con Diễm mà tại sao tôi nhờ gọi cho con Diễm mà cô cứ lúng túng là sao? Đúng rồi, số mới của chị Diễm á chị, số cũ chị bỏ lâu rồi mà. À
Số mới của Diễm á hả? À, số mới của Diễm con không có, con chỉ có số cũ thôi. Là sao? À, vậy mỗi lần cần á, sao chị liên lạc với chị Diễm vậy? Ừ. À, thì tại vì chị nghỉ làm rồi nên cũng không có lấy số làm gì. Thôi, con chào cả nhà con đi. Khoan, khoan đã, khoan đã. À, nhanh đi chú, đi đi chú, mình đi đi chú. Ờ. À. À, anh ơi. À, à, ba. Bà Hiếu. Ủa, anh ba. Con về đây rồi, con hai Hiền đâu? Chú Năm ơi, Hai Hiền. Hai Hiền sao? Hai Hiền gặp chuyện rồi chú Năm. Chuyện? Ơi. Hả? Chuyện gì? Nói. Hả? Hai Hiền bị người ta bắt cóc rồi. Trời đất ơi, mày. Chị ơi. Mày nói cái gì? Bị bắt cóc? Tại sao bị bắt cóc? Anh nói gì vậy anh ba? Chị Hai sao bị bắt cóc? Nói. Hai Hiền bị người ta dụ dỗ. Trời đất ơi, bắt đi mất tiêu rồi bác Năm. Trời ơi, mày đừng có giỡn nghe. Mày đừng có giỡn với tao nghe chưa. Mày cái chuyện này con không dám giỡn với bác Năm đâu. Trời ơi, nhưng mà như vậy là sao? Hả? Hai Hiền bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt cóc đi rồi. Trời ơi là trời. Giờ trời. Con nhỏ dưới xuồng. Nó dạ. Mày còn nhớ con nhỏ dưới xuồng hồi nãy không? Nhỏ nào con không để ý. Trời ơi, nó nói nó biết Hai Hiền, nó biết con nữa. Nhưng mà tại sao hồi nãy giáp mặt con, nó nhìn không ra. Con nhỏ dưới ghe hả? Ừ. Sao nãy giờ bác Năm không nói con? Trời ơi, trời. Đi. Đi. Nhanh đi bác Năm. Nó đi hướng nào vậy tí? Em cũng không biết nữa. Anh trả tiền đò cho em chứ. Mày đâu trả? Kỳ vậy. Vậy anh chở em đi chơi nghe. Anh nói gì á? Anh nói lại coi. Không đi thôi, không giữ dữ vậy. Vô, mày đưa. Dạ. Dạ. Mời đại ca. Mời đại ca. Hôm nay tụi mày có biết tại sao tao ăn mừng không? À, vô đại ca khui thùng con bà Ngọc phải không? Chắc là vô đó rồi. Ừ, chắc vậy rồi. Mẹ hai thằng bay, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao cái chuyện còn con đó mà tao phải ăn mừng? Ngu như bò. Em có biết đâu đại ca. Tao nói cho tụi bay biết. Tụi bay có biết đây là ai không? Không biết đại ca. Ai vậy mày? Ai vậy? Đây là thằng em thân thiết của tao. Nếu không có nó, tao đã sanh mồ từ lâu rồi. Anh đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Thôi, có cái gì đâu mà phải ái ngại. Đây là thằng em thân thiết của tao, nên tụi bay không biết là đúng. Nó mới ra tù. Anh Tiến. Sao gọi là chị anh Tiến? Bộ đá xế hả? Chắc vậy rồi. Mẹ hai thằng bay đúng là cốc ké kỳ nhông. Hồi xưa tới bây giờ tụi bay không biết Tiến Lũi là ai hả? À, Tiến Lũi em biết rồi. Có phải hồi đó ảnh một mình cầm má tấu chém mười mấy thằng ở bên nhóm Nghiêm Kẻ phải không anh? Chính xác. Tao thưởng mày. Vô. Vô. Dạ, mời anh Tiến. Dạ, mời anh Tiến. Vô anh Tiến. Tụi mày có biết Tiến Lũi đã tả xung hỗn độn để cứu ai không? Đừng nói là anh Hai nha. Tao chứ còn ai nữa. Bữa đó tao tưởng tiêu rồi. Mai, thằng em của tao tới kịp nên tao sống tới bây giờ. Ủa, cái vụ gì vậy đại ca? Kể em nghe đại ca. Mời đại ca. Mời anh Tiến. Anh Tiến. Dạ anh Tiến. Come on!
Tao không bỏ mặc mày đâu. Bây giờ tôi đi theo chỉ làm vướng víu tay chân của anh thôi. Chạy trước đi, tôi sẽ ở lại cầm chân tụi nó. Đi đi. Đi Tiến, tao sẽ không quên ơn mày đâu. Đi. Tụi bay thấy nể chưa? Tao sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của mày. Anh Tiến ơi, từ nãy giờ tụi em có gì thất kính, mong anh Tiến bỏ qua cho em. Dạ. Vì vụ đó anh vô tù sao anh Tiến? Uống với em cả anh Tiến. Dạ, mời anh. Đại vô ca. Vô. Đứng lại. Cô kia đứng lại. Đứng lại. Chú ơi, nhanh lên con đi chú. Bên kia hai người, bên đây có mình anh, làm sao bơi cho kịp. Cô kia, tại sao biểu rừng lại mà không chịu nghe? Hả? Đứng lại. Nhanh lên bắt thăm. Ừ. Đứng lại. Đứng lại. Tôi nói cô đứng lại, cô nghe chưa? Chú ơi, nhanh đi chú. Đứng lại. Nhanh đi chú. Đứt hỏng không thấy nè. Dạ, nhanh giùm con đi. Tôi nói chú đứng lại. Chú, đi chú. Chú. Đứng lại. Cô chừng chuyện ghê tôi á. Chuyện cái gì? Cô ghê. Tôi kêu cô đứng lại, cô nghe không? Cô biểu ngừng lại mà tại sao bơi hoài vậy? Cô cứ bỏ chạy là sao? Chuyện cũng đâu có mắc mới tới chú đâu. Sao chú làm gì ghê vậy? Cô á, nói là biết bà Hiếu. Nói đi nè, biết không? Dạ dạ, có biết. Bà Hiếu, mày biết cô này không? Con không có biết cổ. Đó, tại sao cô nói láo? Tại sao nói láo? Con. Hả? Con cái gì? Nè, cô có liên quan tới vụ Hai Hiền bị bắt cóc đúng không? Dạ không. Chú hiểu lầm con rồi. Hiểu lầm cái gì? Nè, thôi bây giờ bà Hiếu không nói nhiều. Giải về con chú mang ơi, làm gì? Không phải vậy đâu. Đáng lý ra chú phải mang ơn con còn không hết nữa. Mang chú ơn ơi. Sao? Dạ, tự nhiên con giúp chú. Bây giờ thành làm ơn mắc quán là sao? Mắc quán cái gì? Hả? Hả? Cô nói vậy là sao? Cô nói đi. Tại sao cô biết Hai Hiền? Tôi... Tao phan cái dập mà chết bây giờ. Nói không? Thôi, được rồi, để tôi nói. Con quen Hai Hiền khi tụi con cùng bị bắt đến động mại dâm bên kia biên giới của Xìa Sủi. Tụi con tìm cách bỏ trốn. Con và Hai Hiền đã được người phụ nữ Miên cho ra nhờ xe, nên hai đứa con đã trốn thoát. Trên cuối xe, Hai Hiền kể ba Ngọc bị người bạn tên Diễm lừa đi Sài Gòn. Con thấy Thúy Diễm mà Hai Hiền kể rất giống với Thúy Diễm làm ở động mại dâm mà con biết. Trong động có cô bé tên Ngọc, mới bị bắt vô tiếp khách. Qua diễn tả thì ba Ngọc và bé Ngọc này rất giống nhau, nên Hai Hiền quyết định trở về động, lấy lòng Xìu Sủi để có cơ hội tiếp cận động mại dâm của Thúy Diễm, tìm gặp ba Ngọc. Sẽ về sớm.
Cả hai địa chỉ tôi ghi rõ ràng trong đó hết rồi đó. Trời ơi, tôi đã nói vậy rồi mà bà còn đi nữa hả? Trời, Hai Hiền, con gái của tôi bây giờ nó làm sao? Hai Hiền dặn tôi chỉ kể chuyện này cho ông mình anh nghe thôi. Mà giờ lỡ rồi thì... Phải chi bữa đó tôi biết anh là ba Hiếu thì đỡ biết mấy. Cô có cái gì? Chứng minh là cô nói sự thật không? Con bị chuyện làm gì? Với lại làm sao con biết chuyện của Hai Hiền bị mẹ mình bắt cóc nếu không phải do cô ấy kể cho con nghe? Chú coi coi cái này có phải chữ của Hai Hiền không? Trời ơi, con ơi, con Hai nói sao vậy nè? Đáng lẽ ra nó phải trốn theo cái cô này nè, để đi báo công an rồi cứu con Ngọc chứ. Trời ơi là trời. Hai Hiền không làm, mình làm bác Năm. Bây giờ con với bác đi báo công an. Đi bác. Chú ơi, nếu làm như vậy em nghĩ là sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của Hai Hiền. Cổ quyết định không bỏ trốn ở lại, con nghĩ chắc cổ có lý do của cổ. Lý do gì hả? Bọn này á là tội phạm chuyên nghiệp. Chúng được chính quyền địa phương bảo kê, hoạt động lại có tổ chức, nên con nghĩ rất là khó đụng tới. Quả mai chỉ có cảnh sát cấp cao mới đụng tới được thôi. Nhưng Hai Hiền thì không thể chờ được tới lúc đó. Cô ở lại là vì hy vọng sẽ có ngày tìm được bé Ngọc. Ở cái nhà hàng ở trên Sài Gòn á, hai chỗ này cùng chủ với nhau. Nếu mà như vậy tôi sẽ lên trên trung ương để mà tôi cầu cứu. Chú bình tĩnh lại đi. Hai Hiền chọn cách đó, mặc dù cô ấy chấp nhận hy sinh bản thân, nhưng nghĩ kỹ cũng là ít rủi ro nhất. Cô nói cái gì vậy? Cô quên chồng, quên gia đình. Cô liều mình vì một cái người mà bây giờ không chắc là có phải là bà Ngọc hay không. Thì cái đó đâu phải là một sự hy sinh. Cái đó là một hành động ngu ngốc, một hành động vô trách nhiệm. Hiểu. Chẳng lẽ bây giờ là cổ không có hiểu được tía của cổ, chồng của cổ như thế nào? Nếu anh ở trong hoàn cảnh của Hai Hiền thì tôi nghĩ anh cũng sẽ làm như vậy. Vì các giải pháp khác là không tưởng để có thể tiếp cận cô bé giống ba Ngọc. Nhưng mà bây giờ cho dù đó là ba Ngọc, hai chị em họ có gặp nhau được thì làm sao trốn thoát được đây? Tại vì cô vừa mới nói là bọn chúng là một tổ chức tội phạm rất chặt chẽ. Cái này thì thật sự tôi cũng không biết. Trời đất ơi. Tôi chỉ hiểu một điều là trong tình cảnh đó, Hai Hiền chỉ muốn bằng mọi giá để tìm được ba Ngọc. Rồi tính sao thì tính. Bác Năm, nhà mình có tấm hình nào của ba Ngọc không? Đưa tôi cổ đi. Cổ biết ba Ngọc thì sao? Bác Năm, nếu mà có thì ta còn nói với mày làm cái gì nữa. Vậy chứ bây giờ mình phải làm sao đây hả bác Năm? Cô Hai, tôi năn nỉ cô mà. Cô nói giùm tôi đi, cô chỉ giùm tôi đi cách nào để tôi cứu hai đứa con gái của tôi mà. Tôi đổi ơn cô. Con thì chắc chắn không dám chỉ cái nhà hàng mại dâm trên Sài Gòn cô cho ơi, chú biết. Sao vậy? Vì tụi nó sẽ trả thù con. Trời ơi. Còn nếu như chú tính tố cáo với công an, cái động ở biên giới thì vô ích, vì nó không hoạt động ở Việt Nam. Hơn nữa, nếu bị bể ra thì Hai Hiền sẽ gặp nguy hiểm lắm chú ơi. Trong khi Hai Hiền chưa bắt được liên lạc với em Ngọc. Trời ơi, bà Hiếu ơi,
Không lẽ bây giờ cha con của mình ngồi đây mà chờ phép lạ trên trời rớt xuống hay sao chứ? Mà tụi bay có biết tại sao nó có tên là Tiếng Lũi không? Tại sao anh? Bởi vì nó làm bất cứ vụ việc gì cứ lủi lủi một mình mà làm, không nói không rằng gì hết. Nên có biệt danh là Tiếng Lũi. Vô. Anh ghê thiệt anh Tiến. Dạ. Vô. Vô. Mà anh Tiến, còn mày có lẽ đâu mà kêu là hãy lẽ vậy? Tại sao anh biết em ở đây? Mày hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Tao là đàn anh của mày, mày làm gì tao cũng biết. Mày đó nha, có tiệc tùng mà không thông báo với anh em một tiếng nào hết trơn nha. Anh thông cảm cho em, tại buổi tiệc này nhỏ quá em đâu dám mời anh. Với lại đây chỉ là một buổi tiệc mừng, thằng em của em mới vừa ra tù thôi. Tiếng Lũi là thằng này hả? Ủa, anh cũng biết nó sao? Lúc nó vào tù thì em mới gia nhập tổ chức mà. Tao đã nói rồi, mày làm cái gì tao cũng biết hết. Anh tới đây hôm nay có chuyện gì không? Thật ra tao đi ké thằng Quy bắt học thôi. Mày không nhớ là nó mới được lên chức thanh tra giám sát sao? Nó muốn tới đây kiểm tra tụi bay ăn nhậu thôi mà. Anh Hải đừng có giận, thật ra anh tính nói chơi thôi. Em muốn qua đây là báo cho anh một tin vui. Tin gì? Thằng Tiệp Sẹo mới bị xử sáng nay. Đáng đời thằng chó, mà ai luộc nó vậy? Công an. Tại sao lại là công an? Mày không nhớ bữa họp ở nhà tao à? Tao nói nó giữ kín vụ Quy bắt học giết Dũng Mụn sao? Em nhớ lời anh nói, nhưng em chưa hiểu ý anh. Nhưng mà ý tưởng này không phải là của tao, mà là một âm mưu hoàn hảo của ông lão. Bây giờ thì nó đã thành công, một đối thủ nguy hiểm đã bị loại trừ. Cuộc chơi bây giờ chỉ còn chúng ta và tám mặt quỷ. Nhưng mà tao đảm bảo với mày, sau vụ này có cho nó ăn mật gấu đi nữa thì nó cũng không dám hó hé nửa lời. À, quên nữa, hình như là chú mày còn mấy thằng lính nằm chung buồng giam với thằng Bị Thọ phải không? Nhưng để làm gì? Sao rồi Tía? Có bắt được cái bà đó không Tía? Tía sao vậy Tía? Tía ngồi đi Tía.
em ba? Có chuyện gì vậy em ba? Thua rồi. Thua là sao hả? Thua là sao hả tía? Thua là sao hả em ba? Hai Hiền với ba Ngọc bị người ta bắt cóc rồi. Sao lại có chị ba trong đây nữa? Không phải chị ba đang bán quần áo cho chị Diễm hả? Tía, tía nói cho con hiểu đi tía. Chị hại chị ba sao rồi tía? Má bị đâu? Má ở trọng á, đang ngủ. Tía, tía nói nhanh đi tía. Con sốt ruột quá tía. Nghe tía nè, tuyệt đối không được hé răng cho má bị biết chuyện gì hết, nghe chưa? Chẳng lẽ chị hai với chị ba? Ngày đầu tiên của chiến dịch như vậy, theo tôi cũng tạm gọi là thành công. Tuy nhiên, ta muốn giữ mạng sống của Tiệp Sẹo để khai thác tiếp về đường dây buôn bán ma túy đá của hắn. Nhưng các đồng chí cũng biết, trong hoàn cảnh hắn và đàn em chống trả điên cuồng như vậy, thì buộc lòng chúng ta phải tiêu diệt một mối nguy hiểm cho an ninh xã hội. Dù sao cũng đã bị loại trừ. Tôi xin thay mặt Bộ Công an biểu dương sự anh dũng và gan dạ của tất cả các chiến sĩ đã tham gia trong trận đánh này, đặc biệt là các đồng chí đã bị thương tích trong khi làm nhiệm vụ. Rất may cho chúng ta, không ai phải bị hy sinh hết. Tôi đặc biệt khen ngợi Trung tá Hà và Trung tá Vũ đã tả xung hữu đột, truy đuổi đến cùng tên Tiệp Sẹo. Dù cả hai đã bị thương tích và đã bị chống trả quyết liệt của đối tượng, chết rồi. Cũng có một số ý kiến cho rằng là Trung tá Vũ không nhất thiết phải nổ súng tiêu diệt Tiệp Sẹo, vì khả năng có thể trốn thoát của hắn là rất thấp. Nhưng xin thưa với các đồng chí, nếu là tôi ở trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp như vậy, khi thấy các đồng đội có khả năng bị một đối tượng hung hãn liều lĩnh như hắn đe dọa đến tính mạng, thì giải pháp của tôi cũng không khác những gì Trung tá Vũ đã thực hiện. Vì vậy nên tôi vẫn ủng hộ quyết định dứt khoát và mang tính an toàn cao này của Trung tá Vũ. Xin cảm ơn thủ trưởng.
Tôi cũng xin được phát biểu với các đồng chí như thế này. Trong cuộc đời làm cảnh sát hình sự của mình, hơn 20 năm qua, tôi đã đối mặt với rất nhiều đối tượng còn nguy hiểm hơn tiệp sẹo rất nhiều. Nhưng chưa khi nào buộc tôi phải kết liễu chúng. Dù họ có là tội phạm, có là cặn bã của xã hội đi nữa, nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là con người. Chúng ta có nhiệm vụ là tôn trọng quyền được sống của họ. Tình huống tôi tiêu diệt tiệp sẹo là bất khả kháng. Vì lúc đó, hắn như một con thú bị trọng thương, bị dồn vào đường cùng, chống trả quyết liệt. Thà chết chứ không thể để bị bắt. Vì hắn biết nếu hắn bị bắt cũng sẽ nhận được bản án cao nhất. Các đồng chí nên nhớ, tiệp sẹo là một cao thủ. Tứ đẳng quyền đai karate. Chỉ trong chớp mắt là hạ gục một đồng chí của chúng ta. Suýt chút nữa tôi cũng đã bị hạ. Để tránh nguy hiểm cho đồng đội, tôi không còn biện pháp nào khác ngoài chuyện phải tiêu diệt hắn. Tôi nghĩ dù sao tiệp sẹo cũng đã chết, chúng ta không cần phải giải thích thêm, mà hãy tập trung vào đường dây buôn bán ma túy của hắn. Qua đấu tranh khai thác với đối tượng thì tên người Miên này hoàn toàn không hay biết gì về Khạch Mùng Phây. Mà lạ một điều, qua tin tức tình báo cũng như thông tin từ bên phía cảnh sát Lào cũng không thể xác định được tên trùm ma túy nào có tên như vậy. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là lời khai của Bi Thọt có đáng tin cậy hay không? Nếu hắn bị chuyện thì nhằm mục đích gì? Bi Thọt đang nằm trong tay ta, nên ta cứ tập trung khai thác thì sẽ biết rõ trắng đen thôi. Nhưng theo tôi nghĩ, hắn cho chúng ta vào trong vì hắn có động cơ gì cụ thể để làm như vậy. Chúng ta nên nhớ, lời khai của hắn là hợp lý với thực nghiệm hiện trường. Hơn nữa, chủ tướng trực tiếp của hắn là Dũng Mụng đã không còn. Bi Thọt chỉ là tép điêu của tính cùi thôi, nên không có lý gì mà hắn khai mang để thêm nặng tội. Tôi thấy chúng ta dụ nó đúng. Tôi cũng thấy hợp lý. Vậy thì đầu dây mối nhợ bây giờ chỉ là Bi Thọt. Tôi sẽ trực tiếp hỏi cung hắn thêm một lần nữa. Thưa thủ trưởng, có chuyện rồi. Cậu cứ nói đi. Thưa thủ trưởng, cách đây nửa tiếng, tên Bi Thọt đã xảy ra ẩu đả với đám bạn tù chung buồng. Kết quả là hắn đã bị tử thương. Cái gì? Cái gì? Ủa, hắn chết rồi hả? Hắn chết rồi hả? Dạ thưa trung tá, đúng như vậy. Bi Thọt đã chết do ngập nước, không cứu kịp. Sao trùng hợp dữ vậy? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Dạ. Thưa thủ trưởng, có khi nào đây là một màn dàn cảnh thanh toán lẫn nhau nhằm để bịt đầu mối chúng ta chăng? Xin thủ trưởng cho tôi được điều tra vụ này. Chú ngồi đi. Ăn sáng gì chưa? Dạ chưa. Mà anh hai gọi em gấp có chuyện gì không? Bảo chú một tin. Sáng nay á, thằng Bi Thọt đã đi đoàn tụ với ông chủ của nó rồi. Sao? Bi Thọt tiêu rồi hả anh? Trời, có một thằng nhãi nhép thôi, cần gì phải thương hại. Anh thấy tâm lý chú còn yếu lắm đó. Muốn ngôi lên làm thứ dữ thì cần phải có hai chữ: nhẫn tâm. Bây giờ chẳng còn ai ngăn cản nổi, anh em tụi mình lụm luôn cái vũ trường của nó. Tiệp sẹo tiêu rồi, vậy thì trường ma túy đá của nó ai sẽ nắm giữ đây? Cái này anh sẽ bàn với ông lão sau. Nhưng mà phải công nhận nha, càng ngày càng nghĩ thấy ông chủ mình quả là cao tay, chơi chiêu trò đúng độc.
cả đám công an bị lừa hết. Nè, anh với chú còn phải học hỏi ông thầy mình nhiều lắm đó. Anh hai, em muốn xin phép anh, có thể cho em đi cùng anh xin ý kiến ông lão được không? Trời, chú không biết nguyên tắc của tổ chức à? Dạ em biết, nhưng mà tại vì em tò mò quá. Thật sự là em chỉ muốn biết diện mạo của ông lão ra sao thôi. Không những chú mà biết bao nhiêu mạng người ngoài kia kìa. Giang hồ có, công an có, cũng đều chung cái tò mò như chú. Nói cho chú biết nha, cái chuyện ông lão xuất hiện nó còn khó hơn ngày tận thế nữa. Em vô tổ chức này 4 năm rồi, nhưng chưa thấy ông lão triệu tập lần nào hết. Không lẽ ngay cả bộ tứ quyền lực trước đây cũng không ai có tiền lệ đó sao anh? Đúng, tất cả mọi chuyện cho dù là có quan trọng cách mấy đi nữa thì nguyên tắc của ông lão vẫn bất di bất dịch. Chỉ có anh là người trực tiếp được gặp mặt ông thôi. Nhưng mà lỡ nếu như anh gặp một cái chuyện gì đó rất cấp bách, cần liên lạc với ông, thì anh sẽ chủ động liên lạc bằng cách nào? Anh có cách riêng, chú chỉ cần biết vậy là đủ ha. Dạ. Anh hai ăn nhìn thấy con miệng quá. Em ơi. Dạ. Cho anh menu. Dạ em gửi. Được rồi, cho anh phần này nha. Dạ. Hôm qua tao đi được 2 vụ, hên gặp toàn thằng thắng bạc nên nó bo cho cũng khá. Tao thì ngược lại với mày, tụi nó chẳng cho đồng nào mà còn rủ mình giống như là mình làm cháy túi tụi nó vậy. Thì hên xui thôi, nói gì thì nói, mày cũng phải luôn chiều khách. Với lại để tụi nó phàn nàn với ông Diều thì mệt. Biết rồi, cha nội đó chỉ khoái đứa nào ngon ngọt với ổng thôi. Chứ gì nữa, mày không nhớ tháng trước tao được doanh số cao nhất, ổng cho tao về quê mấy ngày hả? Tháng này á, tao phải cố đi dù thêm nữa để còn về thăm thằng nhỏ. Ừ. Thôi im lặng đi. Anh cần 2 đứa. Đứa dạ, nào đi em, theo anh? Em. Gì vậy? Anh cần 2 đứa là 2 đứa mới, mấy cưng là cũ rồi, khách không có cần, hiểu không? Dạ. Anh, cho em đi dù nha, sáng về em ế quá à. Em nói cái gì? Sáng về em ế quá à. Em ế hả? Em ế thì em đi, lẹ lên. Chúc mừng đã nha, bye bye. Trời ơi. Con kia. Dạ. Đi theo anh. Dạ. Anh kêu em á hả? Tao không kêu mày chứ kêu ai. Tao nói cho mày biết, ông khách này là ông khách VIP. Mày mà chiều được ổng hả, là mày đã lấy được điểm với ông Siêu. Hiểu chưa? Em không đi đâu, em sợ lắm. Trời ơi, lôi đầu nó ra. Đây. Đây. Em không đi đâu. Anh ơi, em không đi đâu. Mày mà không đi, thôi vậy cho em đi đi. Cái gì? Bà lùng, bà về chỗ. Về chỗ. Mới nãy tao nói làm sao? Tao cần hàng mới chứ không phải hàng cũ như tụi bay. Mày không đi thì mày cũng phải đi. Đi. Thả Bé Thanh ra đi. Chị. Chị Hiền. Tôi sẽ đi. Chị. Mày nói cái gì? Tôi sẽ đi thay nó. Nói chung thì người hơi gầy, da hơi đen một tí, mặt nhìn cũng khá xinh. Hàng họ được đó. Đi. Đi. Chị. Đi. Chị Hiền. Lên.
cái con nhỏ này. Đi nhanh lên, hồi nãy mày ngọt lắm mà. Xuống. Đi. Cái con nhỏ này. Nghe mày. Đi. Anh ơi. Nhanh đi. Đi vô trong đợi đi. Lát nữa khách vô tới. Anh ạ. À, cái gì nữa đây? À, tôi sực nhớ là bữa nay tôi mắc kẹt. Ừ, hay là anh... Đừng có giỡn mặt cho cô em. Tôi nói thiệt, anh đổi người khác giùm tôi được không? Không cần. Khách ở đây á, đèn đỏ, vẫn tiếp khách bình thường. Nhưng mà như vậy thì sẽ mất vệ sinh lắm. Với lại khách chơi bài á, thì thường hay tin dị đoan. Tôi nói thiệt đó, khách sẽ không chịu đâu. Sao? Anh thấy nhỏ được không? Nếu không em đổi nhỏ khác cho anh, không sao hết á. Nhìn thì được đó, nhưng có phải hàng mới không? Hay là đồ cũ tân trang vậy? Anh là chỗ quen biết của tôi từ đó tới giờ, không lẽ anh giỡn hoài? Được, anh đang số đỏ, chỉ cần hàng mới thôi, chứ hàng cũ xui lắm. Rồi, ok anh, bao luôn. Đây, cho hai em. Ok, đủ rồi. Thôi, bây giờ hai em ra ngoài đi, để cho hai vợ chồng tôi đồng phòng ha. Ok, vui vẻ nha. Anh ơi, bye bye. Tôi nói thiệt đó, anh đổi người giúp tôi đi. Anh à, anh ơi, tôi nói thiệt đó, đổi người giúp tôi đi. À, em nói thật hay nói giả? Em nói với anh đi. Em dễ thương quá. Đi không về cưng. Mở cửa đi. Không có được đâu. Anh ơi, có gì từ từ nói. Nói cái gì mà nói. Anh vô đây là để anh chơi em, chứ đâu có phải là anh để em muốn nói gì là nói à. Mày chơi tao hả? Trời nữa, lũ gái điếm tụi bay, có hiểu không? Người ta có một đường sinh, nhưng mà rất nhiều đường tử. Tao sẽ cho nó nếm cái chết đau thương nhất. Mẹ mày. Ông định làm
gì chị vậy? Chút nữa mày sẽ biết. Kiến ở đâu ra nhiều quá vậy? Tụi mày có thấy chưa? Đây là khu của kiến độc. Chỉ cần nó đánh hơi được bụi của mật ong thì nó sẽ tràn ra đây. Binh đoàn này chắc là nó đang đối thịt lắm đây. Sao ông độc ác quá vậy hả? Ông làm vậy chết chỉ bây giờ. Ông có còn là con người không? Mày im. Mẹ mày. Mày nói tao không phải là người. Ý mày nói tao là động vật thấp hèn hả? Đó. Mẹ mày. Mẹ chết đi. Chết đi. Đứng lên. Mẹ mày. Tao bắn bể đầu mày không? Hả? Con mẹ mày. Có chuyện rồi anh Siêu ơi. Chuyện gì? Đám mafia A Miên đang kêu tới tìm anh đó. Sao mày không kêu thằng Phong á? Trả tiền tụi nó đi. Thằng Phong nó đi đâu? Đi hồi sáng giờ, đi không được. Thằng cha này nói á, là nhìn thấy thằng Phong cầm cái vali, giờ đi đâu rồi? Ý mày nói là mẹ nó. Thằng này, nó dám chơi tao hay sao hả? Lúc tao đang kẹp bọt hai. Nó nói cái gì vậy? Nói chậm lại, tao không hiểu gì hết. Lúc tao đang kẹp bọt hai. Nó nói cái gì? Dạ em không biết. Ông nói là ông bị thằng trợ lý gạt rồi. Mày biết tiếng Miên hả? Bọn đi về thông lăng bên tiết. Lúc tao đang kẹp bọt hai. Mày đi bọn đấng. Nè bọn ra là bọt cọt. Ông bà lý thông hòa tứ, lẹ cả. Ông nói là thấy thằng trợ lý ôm cái vali lớn chạy đi, rồi nó làm rất ít tiền. Cái gì? Thấy tiền rớt ra hả? Ừ. Mày hỏi nó tiền rớt ra hồi đâu? Bon khơi pi can. Mà mong mon. Ông nói cách đây một tiếng. Tụi bay ở đây đợi tao. Dạ. Đằng kia chở tôi về. Dạ. Không mà nó dám làm gì vậy? Dám nó chết. Chị. Tao không nghĩ như vậy á. Chị có sao không chị? Tụi bay á, ngồi im đó nha. Mẹ nó. Chó nó đâu rồi? Mẹ nó. Mẹ nó thằng đó. Nó lấy hết tiền của tao rồi. Mẹ nó. Nó đâu rồi? Mẹ nó. Ồ. Có chuyện gì đây ca? Không đâu. Nó ra đâu? Hồi trưa em thấy ổng cầm vali đi ra. Em hỏi thì ổng nó đem tiền gửi ngân hàng. Mẹ mày. Đồ ngu. Đồ ngu. Lúc giờ mày có thấy tôi gửi tiền ngân hàng bao giờ chưa hả? Chỗ đó cắp tiền của tao, mày nghe rõ chưa? Nó cắp tiền của tao, đây là của tao, nghe rõ chưa? Mày đứng đây hả? Mẹ mày. Anh nói thằng Phong trợ lý lấy tiền của anh hả? Mẹ mày, mỗi ngu hả? Mẹ mày giờ này còn chưa mất hết rồi đó hả? Đi tìm nó nhanh lên, huy động tất cả anh em tìm nó về đây bằng được cho tao. Nhanh lên. Dạ đi mày. Dạ. Mẹ nè. Cái đó mà chung cho đám biển đó bây giờ. Anh Sèo, tụi nó tới rồi kìa. Mày xuống nói tụi nó khất đến lần sau cho anh. Không được đâu anh, giỡn mặt với tụi này là không xong đâu. Dạ lại, ở đây chỉ có một mình thằng Phong là biết nói tiếng Miên thôi. Bây giờ không có nó ở đây thì ai nói chuyện với tụi nó bây giờ? Sao đi?
về đây nhanh lên. Mày xuống dưới kêu tụi nó chờ chút. Dạ. Mai viết trong xong đây là ai vậy? Để chân thấy đó rước chị mũi dơ này. Mai viết bảo anh chị mũi dơ này. Món nước anh bên ly còn. Cũng đâu có hiểu gì đâu. Bên ly ngon trời ơi. Thôi bây giờ canh cái về đi. Không coi được ai cho chị theo chị mũi dơ. Mày nhắm tao. Tôi biết. Nhắm nhắm tao. Thế cả tôi có đây. Đứng đàng hoàng coi. Đại ca, mày muốn tao cho mày một cơ hội đúng không? Mày có biết thằng Bập mà mày giết nó một tháng nó cúng cho tao bao nhiêu tiền không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đó là một tên biến thái bệnh hoạn. Chết là đáng. Mẹ mày, nghĩ miệng. Giờ mày nghe cho rõ đi. Nếu mày chịu làm phiên dịch cho tao thì tao sẽ tha vụ kia cho mày. Nếu mà mày từ chối thì mày chữa cùng lại cho tao. Mày nghe rõ chưa? Lại đằng kia mày. Sao? Ý mày sao? Mày chịu không? Được. Tất nhiên là phải được chứ, đúng không? Nhưng tôi có điều kiện. Cái gì? Mày là cá nằm trên thớt mà cũng ra điều kiện với tao hả? Tôi thà chết chứ không chịu nhục. Nếu như ông không đồng ý thì cứ giết tôi đi. Mẹ mày. Mày ra điều kiện gì? Mày nói thử tôi nghe. Ông không được ép tôi làm gái nữa. Tao đồng ý. Nhưng mà mày phải chứng tỏ mày làm được việc cho tao. Tao không có thói quen hào phóng với lũ gái điếm tụi mày đâu. Mày nghe rõ chưa? Mày dắt nó về phòng tắm rửa, thay đồ đàng hoàng liền cho tao. Dạ. Nhanh lên. Đây. Mẹ mày đi. Mà đòi hành xách tao hả? Chó mẹ mày. Cái xe trưng bày ở đây nè. Cô cho việc ngay ngắn lại. Dạ con biết rồi. Rồi lau chùi cho sạch sẽ. Dạ. Mấy chiếc này không có để bám bụi được. Dạ. Vậy nha. Con biết rồi chú. Nhớ nha. Dạ. Rồi. Thôi được rồi, cô làm việc đi. Dạ, con xin phép chú ạ. Ba. Ừ. Con chào ba. Ba cho con hỏi chàng hai lúa đâu rồi ba? Con nói cái gì vậy? Thì con nói cha Tư Nghĩa khó chịu đó. Con thiệt là cứ mở miệng ra là miệt thị người ta. Thì con... Ai là hai lúa con? Thì con nói giỡn thôi mà ba. Nó đang làm việc kia kìa.
Nè nè nè. Dạ. Ba. May là tụi nó chịu xuống nước, không thì đổ máu là cái chắc. Tiền bây giờ bị thằng Phong nó chơm hết rồi. Liệu lần sau mình có gom đủ để trả cho tụi nó không anh Sẹo? Để tôi lên Sài Gòn gặp Tính Cùi, để hỏi mượn số tiền bù vô. Thà hồi đó anh Hùng Vô chơi banh với Băng Dũng Mụng thì bây giờ anh đâu có thiếu nợ cả triệu đô như vậy. Mày điên hả? Làm vậy để Tính Cùi biết, rồi trục xuất tao ra khỏi tổ chức. Có nước mà cám cả lũ hả? Mày tưởng cả đống tiền ở đây là tiền của mình hết hay sao? Tao phải buộc phép dữ lắm mới bỏ được vô túi mớ. Nếu không bị thằng chó đó ăn cắp tiền thì đợt này đang trả cho tụi nó xong hết rồi. Tao mà bắt được thằng Phong, tao chôn sống nó vô kiến thờ. Tôi không làm cho ông thất vọng chứ. Không, mày làm tốt hơn tao tưởng đó. Cũng nhờ có con nhỏ này, nó lanh lợi, nó can ngăn, cho nên cái đám kia nó mới chịu luôn mình. Nếu không là đổ máu rồi. Hồi nãy mày nói gì mà nói chuyện nhượng bộ vậy? Tôi nói, người ta nói vì đồng tiền mà chết thì cũng đáng, còn đằng này chết vì sự nông nổi là một cái chết ngu ngốc. Là sao? Thì ông nói là đúng một tuần nữa thì sẽ thanh toán tiền cho tụi nó. Thì tôi nói tụi nó cứ đợi một tuần nữa. Còn nếu như mà tới lúc đó mà không có thì đâm chém nhau cũng không muộn. Còn bây giờ mà đâm chém nhau, vừa mất tiền, vừa mất mạng, chỉ thấy hại thôi chứ đâu có được gì đâu. Hay, mày lanh lắm, tao khoái mày rồi đó. Ủa, sao mày biết tới Miên? Tôi đã từng đi qua bển buôn bán. Tốt. Vậy thì hãy dùng cái đầu của mày thay vì cái thứ khác để mày tự cứu thân, để chứng tỏ cho tao thấy tao đã không sai lầm khi cho mày một cơ hội. Hiểu không? Chót. Út, bây làm gì mà ngồi đờ đẫn ra vậy? Má, bộ mày thất tình thằng nào cho nên ra đây ngồi khóc hả con? Trời đất ơi, mới có bầy lớn à mà bầy đặt bộ bịch nữa. Con ơi là con, làm ơn tập trung vô học hành cho má nhờ đi. Má nói gì vậy? Bồ bịch gì ở đây hả má? Ủa, chứ bày không khóc gì trai, chứ bày khóc gì chuyện gì? Dạ má, lỡ cái gì? Mày làm cái gì mà úp úp mở mở là má lo muốn chết đi nè. Có chuyện gì á thì nói thẳng cho má nghe coi. Coi, khuya rồi, hai má con không ngủ rồi đi ra ngoài này làm gì? Nè, ông coi con út kìa, không biết mắc cái giống gì mà tự nhiên ra đây ngồi khóc bù lu bù loa hả? Mà tôi nói nó thất tình,
nó chối. Trước giờ ông có thấy nó thê thảm vậy chưa? Bây thiệt tình á, bây làm cho bà hiểu lầm rồi, thấy không? Ông nói hiểu lầm là cái gì? Không có cái gì. Hồi chiều quá tôi la nó một trận, cái rồi bây giờ nó tủi thân, nó nhớ lại, nó ngồi nó khóc chứ có gì đâu à. Nó bị cái gì mà ông la nó vậy? Ôi, ba cái chuyện lặt vặt không mà bà để ý chi không biết nữa. Đáng xẹt. Ôi à, Thôi nín đi con, nín đi. Nín ba thương ha. Nín đi con. Ông đó nghe, ông làm sao thì làm à. Tôi chỉ còn có mình nó thôi đó. Nó mà có chuyện gì á, tôi chết cho ông coi. Dạ. Này thôi đi, ông đi vô đi. Nín đi con. Má đuổi ông già khó tính đi rồi. Nín đi, má thương nghe. Út cưng của má. Thôi nè, nín. Hai Hiền, đừng có bỏ anh mà Hai Hiền. Em đâu rồi Hai Hiền? Ở đây là đâu vậy? Lý cứ đi theo ngộ, ngộ sẽ lo hạnh phúc cho Lý lại lũ. Yên tâm Lê. Hai Hiền, là em hả? Hai Hiền, bây giờ là phòng nhị của ngộ rồi. Biết liệu thì về Lê. Không, vợ của tôi, đã vợ cho tôi. Lý nghèo lắm, cưới cổ về rồi cạp lắc mà ăn hả? Biết liệu này cút. Hai Hiền, đừng có anh. Hai Hiền. Hiền ơi, Hiền. Ê trời ơi, gì vậy mày? Dậy đi con. Con sao vậy? Hả? Gặp ác mộng hả con? Chẹt ơi, cái gì mà mồ hôi mồ kê quá trời vậy cả. Nè, mày làm cái gì mà cứ gào tới con hai hoài vậy? Bộ nằm mơ thấy nó có chuyện gì sao con? Dạ, đâu có chuyện gì đâu tía. Thôi, tía ngủ tiếp đi. Sao, tỉnh chưa con? Dạ. Nằm mơ thôi mà. Thôi ngủ tiếp đi. Ngày mai á, rảnh chở tao qua thăm cha con tụi nó cái coi. Dạ. Ngủ tiếp đi con. Chị biết tiếng Miên. Không thôi giờ này chị trở thành bộ xương khô với lũ kiến rồi. Chị, em hỏi thiệt chị cái này nè. Sao hôm bữa chị bỏ trốn với chị Quỳnh đó, tự nhiên chị quay lại vậy? Chị, cái chuyện mà chị nói chị không có tiền phải đi nhờ xe là chị nói dối đúng không? Sao em biết chị nói dối? Chị không có nhớ cái bữa mà tụi mình được chuyển tới đây
Tụi nó đã trấn lột hết tất cả vàng bạc trên người của tụi mình rồi hả? Vậy thì còn đồng nào nữa? Thì cái chuyện mà chị Quỳnh có tiền đi nhờ xe là hoàn toàn vô lý. À quên, chị Quỳnh vẫn còn giữ được sợi dây chuyền đúng không chị? Thật ra chị cố tình làm vậy là để trở lại đây. Còn lý do gì sao thì tạm thời chị chưa nói cho em nghe được. Chắc chắn cái lý do này nó rất là quan trọng, cho nên chị mới liều lĩnh như vậy đúng không? Chú có thể cho con xin ít bồi được không? À, được chứ, cậu cứ tự nhiên. Con thấy bữa nay ngày thường mà đông ghê chú ha. Ừ. Cậu có hay tới đây không? Dạ có, cũng thường xuyên. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con thấy chú đó. Chú vô đây khi nào? Hồi tuần trước. Biển đang động mạnh, chắc con phải hạn chế gặp chú. Tình hình hiện tại sao rồi? Tính Cùi vừa cân nhắc con lên vị trí giám sát, ngồi cùng mâm với bộ tứ quyền lực để thay chỗ Dũng Mụn phải không? Dạ, bọn chúng cũng đã biết chú sẽ nắm chuyên án này, cho nên đề phòng rất chặt chẽ. Ở bên mình, ngoài chú ra, có ai biết là do chính con đã giết chết Dũng Mụn không? Không, chỉ mình chú biết. Dạ, cũng mình chú mới biết con là đặc tình thôi đúng không? Phải. Con đã rất khéo léo khi tận dụng tốt thời cơ thanh trừng Dũng Mụn để leo lên vị trí mới trong tổ chức của chúng. Như vậy, cơ hội để nắm giữ thông tin về ông lão sẽ càng nhiều hơn. Dạ, hiện tại chúng cứ tưởng là chúng đã lừa được cảnh sát trong việc tiêu diệt Tiệp Sẹo, mà không biết đó là kế phản gián của mình. Không cần tới tin báo của con, ngay từ đầu chú đã biết lời khai của tên Bi Thọt là bịa đặt nhằm mượn gió bẻ măng. Nhưng mình cứ giờ như là không biết, bởi vì nếu không thì hoạt động đánh án của chúng ta sẽ diễn ra không được tự nhiên. Có khả năng chúng sẽ nghi ngờ là có nội gián. Con không hiểu ý chú. Tính Cùi muốn mượn cái miệng của Bi Thọt để bịa ra chuyện Dũng Mụn bị Tiệp Sẹo giết, để lôi kéo Tiệp Sẹo vào cuộc, trở thành mục tiêu chính của chúng ta. Và nếu như chuyện bịa đặt này không bị chính thức khui ra thì Tiệp Sẹo đã không bị trừng trị trong đợt vừa rồi. Và vai trò của con trong việc giết Dũng Mụn sẽ trở nên lu mờ. Con hiểu rồi. Chú tiêu diệt Tiệp Sẹo vừa là để trừ một mối nguy, thứ hai việc này sẽ khiến Tích Cùi hả dạ vì tưởng lừa được cảnh sát, cho nên hắn sẽ ghi nhận công chức của con. Phải, một mũi tên bắn trúng hai đích, nhưng cái đích lớn nhất và nhiệm vụ quan trọng nhất của con khi gia nhập tổ chức này là gì con vẫn nhớ chứ? Dạ, con nằm gai nếm mật hơn 4 năm trời là mong muốn tìm ra được ông lão. Nhưng mà những bí ẩn về lão Trùm này nó giống như là một bức tường lớn mà con vẫn chưa thể xuyên thủng được.
kính cùi, đã khùng hay hãy lé đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Mình không thể thắng ván cờ này nếu như không thể chiếu tướng. Dạ, con hiểu. Nhưng tính cùi là một tay cáo già. Cho tới lúc này, hắn vẫn chưa nói bất cứ điều gì giá trị với ông lão. Hiện nay, hắn vẫn là kẻ duy nhất được trực tiếp gặp ông lão, nên con vẫn chưa làm được gì. Rồi thời điểm đó cũng sẽ tới thôi. Chú nói thật, tất cả các chiến dịch hiện nay thực chất đều chỉ là dương đông kích tây. Mục đích cao nhất của con là củng cố vị trí Nam Dung. Vì vậy, con hãy tận dụng tốt thời cơ này để lần cho ra bằng được ông lão. Dạ. Chú có lệnh mới cho con không? Một vài ngày nữa sẽ tiến hành chiến dịch, bóc mẻ những quan chức hủ hóa, bao che cho các băng nhóm tội phạm, trong đó có tổ chức của Tính Cùi. Chính xác thì trọng tâm chú sẽ đánh trực tiếp vào hệ thống mại dâm cờ bạc của Tính Cùi. Nhưng đó chỉ là chiến thuật điệu hổ ly sơn mà thôi. Con hy vọng lần này chúng ta sẽ bắt được những con hổ lớn, trong đó có một con có biết danh tên là Anh Tư. Anh Tư à? Anh Tư. Dạ, anh Tư là người của mình, nằm trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Cũng có thể vì anh Tư này mà các chiến dịch trước đây của công an thành phố tiêu diệt tên Tính Cùi đều bị thất bại. Con đã nhiều lần cố gắng tiếp cận anh Tư này nhưng mà vẫn chưa được. Vì cũng giống như ông lão vậy, Tính Cùi rất chịu bí mật về người này, con không thể làm được gì. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng vào con. Con biết, nhưng hiện nay hắn đang thật cô thế cô, đang bị hại lé, đặc khu, siêu sủi, cô lập. Cho nên hắn đang muốn lợi dụng con để tạo kết bè kết phái. Được rồi, chú sẽ soi cho bằng được anh Tư này là ai, lẫn đồng bọn của hắn. Còn về phần con thì phải cố gắng chiếm lĩnh được niềm tin của Tính Cùi. Con nên nhớ, con chính là con bài tẩy chủ lực của chú trong chuyên án đặc biệt lần này đó Huy. Con hiểu mà chú. Đường đi còn dài, con hãy cẩn trọng đó. Thôi, không qua chỗ khác không? Sao chỗ này ít cá vậy không biết? Chú cũng thấy lạ, sao hôm nay lại ít cá vậy cả? Thôi, con đi với chú. Không có con cá nào là sao vậy cả? Mời vào. Thiếu tướng cho gọi tôi. Ngồi đi cậu. Đây là danh sách các quan chức cơ sở đã nhúng chàm, bao che cho tội phạm. Đúng 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ đồng loạt ra quân. Vậy đã có lệnh bắt của viện kiểm sát chưa anh Năm? Mọi thứ đã xong hết rồi. Chà, hai chủ tịch phường, 3 trưởng công an phường, 1 trưởng công an quận, hàng loạt cảnh sát khu vực. Nếu bắt hết như vậy sẽ gây ra nhiều cái bất lợi cho ngành đó anh. Chỉ một số bị tạm giam thôi chứ không phải hết. Số còn lại
sẽ bị đình chỉ chức vụ để điều tra. Đây là lý do anh muốn học kính à? Không phải. Lý do chính là tôi nghe phong phanh trong lực lượng của mình ở cấp cao, có sự bao che cho băng nhóm của Tính Cùi, nên tôi muốn hỏi ý kiến của hai cậu thôi. Em chỉ nghĩ đến quận là hết rồi, không thể cao hơn được nữa. Không thể có chuyện đó đâu anh. Anh có bao giờ nghe nói đến một người có bí danh là anh Tư chưa? Anh Tư à? Đúng. Nguồn tin này có đáng tin cậy hay không, hay chỉ là quan tin của bọn tội phạm để gây xào xáo, chia rẽ nội bộ chúng ta? Chuyện này là thật. Anh Năm, anh có thể nói rõ cho em biết là nguồn tin này từ đâu không? Tạm thời thì tôi chưa thể nói ra được. Nói tóm lại là anh chưa bao giờ nghe đến nhân vật này, có đúng không? Chưa từng. Nhưng nếu đúng là có anh Tư thì tôi muốn mình là người đầu tiên lôi cổ nó ra ánh sáng. Thật không thể chấp nhận được một người ở chức vụ như vậy lại làm giấy bẩn màu áo của ngành. Được rồi, chuyện về anh Tư á, hai cậu phải giữ bí mật. Chúng ta sẽ tính sổ nhân vật này ngay sau khi chấm dứt chiến dịch. Rõ. Cậu ra trước đi. Dạ. Cậu nói đúng, tôi thấy thái độ của Vũ khá lạ, mà cũng có thể là do tâm lý căng thẳng khi thấy cậu ngồi đây đó. Dù sao hai người cũng kỵ rơi với nhau mà. Em biết là anh sắp xếp cho em với anh Vũ làm chung tổ để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng trên thực tế thì rất khó. Cậu vẫn còn nghi ngờ cậu ta sao? Qua việc cậu ấm con của anh Vũ gây ẩu đả trong vũ trường và được đám đàn em của Tính Cùi che chở, chắc chắn đó không phải là sự ngẫu nhiên. Hơn nữa kết quả thẩm tra công ty kinh doanh rùng ngoại mà vợ của anh Vũ là cổ đông lớn nhất, em phát hiện ra toàn bộ hàng hóa được phân phối ở các cơ sở, quán bar, vũ trường, nhà hàng nằm trong địa bàn của Tính Cùi quản lý. Nếu không nhờ Tính Cùi gây áp lực, vậy những cơ sở đó có thể lấy được mặt hàng với giá cao hơn thị trường không? Thật khó tin và khó chấp nhận. Một người đã từng giàu sinh ra tử, chống tội phạm tới cùng với cậu ấy, mà có thể tha hóa như vậy được. Được rồi, chuyện của Vũ, trực tiếp bản thân tôi sẽ điều tra sao? Em hiểu. Thôi, em xin phép em về. Ừ. Chào thủ trưởng. Đúng ra là chị hai có thể trốn thoát được rồi, nhưng mà cái chị này á, nói là trong động chị Diễm có một người rất giống chị ba, cho nên chị hai quyết định ở lại để mà tìm chị ba. Đúng là chị ba rồi. Sao con Năm? Trời ơi, cấp cứu đi. Ba tỉnh dậy đi má. Đưa lên xe. Đưa Nghĩa. Dạ, dạ, dạ. Đưa mẹ con lên xe. Dạ. Đi cấp cứu liền. Nhanh lên. Dạ, đừng tự nhiên hết. Con sợ đi má. Con trai ôm miếng đi. Con trai giỏi nè. Đi ra. Trời đất ơi. Đổ cầu. Thật bất dạy. Bất dạy. Bất dạy. Bất dạy. Trời ơi. Thằng nhỏ còn yếu sức, nó mới vừa cai nghiện mà con không nhớ sao? Vui mà bữa trời ơi Tài, Tài con làm gì vậy? Tài con đừng làm mẹ sợ. Tài ơi, sao cái bữa tiệc mày tới chỗ vũ trường của chú Tính mày quấy phá, mày đánh lộn phải không hả? Đánh hồi nào mày giỡn mặt với tao hả? Tao bất dạy. Giỡn mặt không được giết con mà.
mà, tôi xin ông, tôi xin ông mà, tôi xin ông. À, tôi nhớ rồi, chú Tính Cùi phải không? Bữa đó tôi có gặp ổng á, vui lắm á. Bữa đó quýnh lộn y xèo ở trong đó luôn, quýnh quá trời luôn. Sau đó thì sao hả? Trời ơi, thằng nhỏ, nó tẩn tẩn như vậy mà ông còn nói tào lao cái gì nữa. Tào lao á. Bây giờ nói cho ba nghe, bữa đó con có gặp chú Tính hay không? Thì có gặp chú Tính. Rồi bữa đó ông thấy người ta quýnh tôi quá trời, thì ông xông vô ông quýnh luôn. Bữa đó đông người lắm á, đèn nhiều lắm á. Rồi bữa đó có nhạc nữa. Bữa đó tôi có nhảy nữa đó bà già. Tôi nhảy vô đó bà già, bà nhảy với tôi đi. Vậy đó. Vui lắm. Ông ơi, chứ phải đưa nó đi bệnh viện tâm thần quá ông ơi. Mày hại tao rồi Tài ơi. Nó hại tôi rồi bà biết không? Hại rồi. Tôi hại nó ông. Làm cho tôi bị cấp trên nghi ngờ là quan hệ với Tính Cùi. Bà có biết như vậy là sao không hả? Nhảy đưa tôi bà già. Nhảy đi. Nhảy. Con vịt. Chết rồi. Vậy bây giờ mình tính sao hả ông? Phải tìm cách tính chứ sao. Tất cả cũng lo tay Hà ra hết á. Hà nào? Trung tá Hà hả? Còn chuyện quan trọng này nữa, hắn cũng đã biết được chuyện bà buôn bán rượu rồi đó. Dù lý, tôi nhớ rồi, tôi giấu kỹ lắm mà. Tại sao hắn lại biết? Nên nhớ, hắn đã có thâm niên bao nhiêu lâu trong ngành cảnh sát hình sự rồi. Bà nghe tôi dặn nè, ngay lập tức. Được rồi, tôi sẽ đóng cửa công ty ngay. Không được, làm như vậy chẳng khác nào tự tố cáo mình đó. Chứ giờ mình làm sao đây? Bà vẫn để công ty hoạt động bình thường. Tuy nhiên để chứng minh mình làm ăn lương thiện, tôi sẽ nói với Tính Cùi là không cho Vũ Trường hay quan bà lấy rượu của bà nữa. Với lý do là bà bán mắc hơn thị trường. Sau đó bà chuyển dụng hoạt động, giá vẫn giữ như vậy để tránh sự nghi ngờ. Trời đất ơi, giữ giá như vậy hả? Chỉ có ma nó mới lấy rượu của mình. Kiểu này hả, phá sản là cái chắc. Không đời nào. Đợi một thời gian sống êm biển lặng, bà tiếp tục quay trở lại đám khách hàng cũ. Chỉ cần có Tính Cùi chống lưng thì vẫn xuôi chèo mát mái như thường. Ông ơi, tôi sợ quá. Có khi nào vợ chồng mình gỡ lịch? Bà đừng nói chuyện xui xẻo nghe chưa. Dạ. Để tôi nghĩ cách đối phó. Ông già đúng. Lần này ông già phải gọi Tính Cùi mới được. Bà già. Bà tốt thẹn chờ hàng bà. Bà ơi, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Cứu mà cô bác sĩ ơi. Mời cậu ra ngoài. Bác sĩ ơi. Anh bình tĩnh đi anh. Ma mày đâu rồi? Anh ngồi đi anh. Tới đây đi mà. Đừng có bỏ con ma. Ma gọi. Alo, con nghe ba. Xuân Khai con. Dạ, có gì không ba? Mẹ Tư Nghĩa có chuyện rồi. Hả? Giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Em biết rồi. Dạ, em cảm ơn anh Tư. Dạ. Dạ. Chim chuẩn bị rời tổ hả? Dạ. Đây là lần đầu tiên tướng trực nếm được mùi mèo dần chuột của ta. Không biết ông ta có thích thú không? Dạ, anh Tư còn thông báo đã giải quyết êm thấm cái chết của Bi Thọt. Anh nghĩ bọn họ có nghi ngờ chuyện bất thường này hay không? Bất thường hay bình thường,
thì cảnh sát cũng chẳng còn đầu mối gì để lần ra bàn tay của chúng ta nhúng vào vụ án. Chẳng lẽ một người lão luyện như tướng Trực là dễ dàng bị mình xỏ mũi gì sao anh? Thần thánh đôi khi cũng còn mắc sai lầm nữa, huống chi người phàm như ông ta. Không còn tiệm sẹo nữa, thì phần ma túy đá bây giờ là của chú. Nó là cái bánh kèm lớn, chúng ta sẽ ăn dài dài. Anh giao cho mình em phụ trách thôi à? Hiện giờ ta chưa tin đứa nào trong bộ tứ hết, nên chú hãy làm một mình, càng bí mật thì càng tốt. Dạ, yeah. Nhưng mà nguồn hàng em lấy từ đâu ra? Ta sẽ có nguồn hàng cho chú. Dạ. Mấy hôm nay rảnh rỗi quá, qua đây hoài ha. Chào anh. Thật ra tôi cũng có qua chỗ Đạt Hùng, nhưng mà chỗ của anh ưu tiên nhiều hơn. Từ trước tới giờ tôi với chú mày ngồi khác mâm, chưa có dịp tìm hiểu nhau. Mình đi uống vài chai được không? Bây giờ tôi được ngồi chung mâm với anh Hải luôn à? Thì trước sau gì chú mày cũng nằm trong bộ tứ quyền lực thôi. Ok, anh đã nói vậy rồi. Tao mới ở chỗ liếc qua, thấy hai tụi nó bị đánh te tu luôn. Đáng đời. Kiểu này hả, một hai bữa nữa về chồng ông bà là cái chắc. Ai biểu ngu, anh Hải, mày đập bỏ trốn làm chi, đúng không? Ngu thì họ nói ai bị đánh chịu. Vậy thôi, chú mày đừng có quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt làm cái gì. Thôi đi. Đi đâu vậy? Nè Huy. Mày không khai hả mày? Mày không chịu khai hả mày? Chị đi lại chị, đi lại chị. Chị tha cho mày đi là lỗi của tôi mà. Là mày lỗi hả? Của tôi mà. Mày hả? Nói sao tao lượt mày đó. Nhìn nó hả? Đạp cho tao. Tụi mày làm cái gì? Nhớ ra coi. Anh làm gì vậy? Cô ơi. Anh làm gì vậy? Hai đứa này nó phạm luật của tổ chức rất là nặng, tôi xử lý nó. Luật lệ nào của tổ chức cho phép cô tra tấn người ta vậy? Người ta nào? Đây là hai con điếm thôi. Vậy thì trước đây cô làm cái gì? Có giống họ không? Nè, vừa phải thôi nha. Anh là ai mà dám bắt bẻ tôi vậy hả? Tôi không lại hết, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là cô sẽ lên được. Sao, cô muốn thử không? Ok, anh là người giám sát rồi, ngon rồi. Giờ anh muốn cái gì? Tôi không cần biết là hai cô gái này phạm tội gì, nhưng lệnh của ông lão là không được sử dụng dục hình. Cô làm như vậy chẳng khác nào cô thách thức quyền lực của ông. Anh có ngon á thì ra biên giới mà coi thằng xì xủi nó hành hạ đám gái như thế nào, gấp trăm lần tôi nữa đó. Cô đừng có giả điên. Ở đó là nơi khỉ ho cò gáy, không ai thèm quan tâm tới. Nhưng ở đây là trung tâm thành phố, nếu lỡ xảy ra án mạng, cô gánh giá được không? Có né được công an không? Biết bao nhiêu hệ lụy nữa. Được rồi, từ nay tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cởi trói ra cho tụi nó đi. Dạ. Tụi bay đi ra ngoài canh cửa cho tao. Dạ. Chưa có lệnh của tao, không đứa nào được bén mảng vô đây. Dạ. Mày Mày ơi. Khoan đã. Tình trạng của họ nguy kịch như vậy, cô phải chăm sóc y tế người ta đàng hoàng chứ. Anh lo xa quá rồi đó. Tôi có kinh nghiệm chuyện này rất nhiều lần rồi, không có đứa nào chết hết á. Trước khác bây giờ khác, bây giờ tôi là giám sát ở đây, nên chắc chắn tôi cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm. Tôi sẽ không để cô muốn làm gì thì làm đâu. Vậy anh tính đưa tụi nó đi bệnh viện hả? Bệnh viện Từ Vũ hả? Đưa họ về phòng, tôi sẽ kêu bác sĩ tới đây. Ok, nếu anh muốn làm ông bụt á thì tự bỏ tiền ra đi. Ông mày... Trời. Mày... Cô ơi, cô có sao không? Mày...
Mi ráng lên nha Mi. Chờ tôi một chút. Chị Diễm, kiểu này chắc nằm giường khá là lâu đây. Vậy bây giờ xô của nó tao giao cho mày đó. Trời, chị giỡn hả? Mình em sao gánh nổi? Chứ thường ngày tao thấy mày đùng đùng mà giành xô với nó mà. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà chị phải tăng đô cho em chứ. Kiếm chuyện. Thôi được rồi, tao sẽ tăng cho mày nửa chấm. Hả? Thiệt không? Như vậy mới có sức để cày kiếm tiền cho bà chứ. Sao? Tính cùi mới gọi báo cho tôi, 3 giờ có bão lớn. Chết cha, giờ còn có 2 tiếng, binh kịp không chị? Mày ngu quá. Bữa giờ hầm hầm đón bão rồi. Tụi em xuống dưới dọn dẹp đi. Dạ. Dạ. Giận. Tôi đang chơi mà, tự nhiên đuổi tôi là sao? Thông cảm, anh thông cảm. Mấy phút nữa có công an kiểm tra rồi. Hôm nay đang có đợt kiểm tra, đợt sau em sẽ bù cho anh nha. Cái anh gì? Mấy phút nữa có công an kiểm tra hả? Đúng rồi. Trời. Dạ. Chạy đâu đuôi hả? Công an sắp tới rồi, giọt lẹ đi, để tôi với. Anh thông cảm, anh thông cảm nha. Tự nhiên kiểm tra kỳ cục. Anh thông cảm giùm em đi. Thằng Huy sao nó dám? Trời ơi, lại đây, ông làm gì vậy? Bà sợ nó hả? Ông nghĩ gì vậy? Bây giờ hả, công an sắp tới rồi, làm sùm lên với cả lũ đó. Nếu nó không chuyển hai đứa đó đi thì công an ập tới cũng sẽ phát hiện thôi. Ờ ha, sao mình không nghĩ ra chuyện này ta? Cái vụ gì nữa đây? Ông không hiểu hả? Nếu bây giờ mà công an phát hiện ra con Mi với con Ngọc thì càng tốt. Tốt cái con khỉ. Công an mà tới đây sẽ phát hiện ra hai đứa nó bị tra tấn thì chết cả lũ. Anh không nhớ hả? Mình có anh Tư đỡ đầu rồi. Mình chỉ cần tìm một cách nào đó hợp thức quá vết thương của nó là xong. Còn thằng Quy, nếu làm bể chuyện này ra thì nó sẽ lãnh đủ trách nhiệm. Hiểu chưa? Phải, mình sẽ nhờ anh Tư bứng nó đi. Đúng là ông trời không muốn thấy cái mặt bốc của nó đây nữa. Anh Tư hả? Em Diễm nè. Em có chuyện muốn nhờ anh chút xíu.